Lâm Ví Dạ suy sụp khi nhận giấy báo ung thư giai đoạn 4 cùng hai con quy y. Những năm gần đây, Lâm Ví Dạ được nhiều khán giả biết đến khi xuất hiện trên các game show, chương trình giải trí với tần suất dày đặc. Ngoài việc là ngôi sao rất sâu, Lâm Ví Dạ còn là người vợ, người mẹ toàn tâm toàn ý, chăm lo cho tổ ấm với nam diễn viên Hứa Minh Đạt cùng hai con trai. Thường xuyên cùng ông xã lên truyền hình, chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hơn một thập kỷ. Mới đây trong một chương trình chia sẻ về sự cố nhớ đời, Lâm Ví Dạ lần đầu tiên tiết lộ về căn bệnh ung thư tuyến giáp của mình, được các bác sĩ chẩn đoán khi ở giai đoạn 4. Theo lời kể, cô nhận được giấy báo bệnh tình vào năm ngoái sau khi đi khám. Dù các bác sĩ cho biết căn bệnh ung thư này không quá nguy hiểm đến tính mạng như vẫn khiến bà mẹ hai con suy sụp, Lâm Ví Dạ kể, lúc ấy tôi khá suy sụp, dù biết ung thư tuyến giáp không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tôi vẫn khá lo lắng. Trong lúc bế tắc, tôi chỉ còn niềm tin duy nhất là cầu nguyện. Tôi cầu nguyện rất nhiều, hay quỳ dưới chân mẹ Quan Âm để cầu xin mẹ phù hộ cho tôi qua kiếp nạn này. Các sư thầy biết hoàn cảnh của tôi nên cũng đọc kinh cho tôi liên tục trong một tháng. May mắn thay, một tháng sau tôi đi khám lại thì bác sĩ bảo hồi trước chẩn đoán nhầm. Tôi không hề bị ung thư. Sau lần tắt mồ hôi vì nhận nhầm kết quả, Lâm Ví Dạ cũng bắt đầu chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Sau biến cố, nữ diễn viên cho biết bản thân nhận ra nhiều giá trị tích cực trong cuộc sống. Từ đó cô bắt đầu tu tập và một lòng hướng thiện. Lâm Ví Dạ chia sẻ, từ sau vụ đó cuộc sống tôi bắt đầu bị cuốn theo những bộn bề. Mãi đến năm 2020, tôi mới có duyên làm con của Phật. Tôi cũng cho hai con quy y từ sớm. Tôi luôn hướng các con có đức tin mỗi khi bế tắc trong cuộc sống. Nữ diễn viên cho biết mình hiện đã quy y, lấy pháp danh là Diệu Hương Liên. Hai con trai cô có pháp danh là Pháp Nguyên Mán và Pháp Nguyên Phước. Theo chia sẻ, Lâm Ví Dạ theo đạo Phật từ nhỏ, ảnh hưởng nhiều từ bà cố nội và ngoại. Cô kể gia đình tôi theo đạo Phật, gốc từ đời bà cố. Cả bà cố nội và bà cố ngoại, nhà tôi đều tu đạo Phật và có chùa ở Huế. Vì thế từ nhỏ mẹ tôi đã hướng tôi theo đạo Phật, nên tôi có niềm tin rất lớn. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi hay dắt tôi đi chùa, cho tôi góp mặt vào các lễ cúng dường, cầu an. Mẹ còn cho tôi học thuộc các bài kinh Phật. Đến bây giờ niềm tin của tôi dành cho đạo Phật vẫn rất lớn. Sau khi lấy chồng sinh con và trải qua nhiều biến cố, niềm tin trong tôi dành cho đạo Phật vẫn càng ngày càng lớn và vững chắc hơn. Trong một chương trình, khi chia sẻ về kế hoạch tương lai với đồng nghiệp, Lâm Ví Dạ đã nghĩ đến chuyện sẽ đi tu hành tại gia, mở nhà hàng chay. Nữ diễn viên tiết lộ, em đi làm lúc nào cũng nghĩ đến có tiền để nuôi con, chứ không tìm kiếm hào quang, sự nổi tiếng. Em ấp ủ mở một quán cơm chay, hoặc sang hơn là một nhà hàng chay và cả quán chay không đồng. Đến năm 40 tuổi, em sẽ buông bỏ mọi thứ để đi tu tại gia. Cuối năm 2018, Lâm Ví Dạ cũng từng làm khán giả lo lắng khi được ông xã chụp ảnh đang nằm trên giường bệnh. Bác sĩ chẩn đoán, nữ diễn viên bị rối loạn tiền đình, buộc phải hủy show diễn. Một vài bức ảnh khác cho thấy tình trạng sức khỏe của bà xã Hứa Minh Đạt khá yếu, không thể tự đi được mà phải di chuyển bằng xe lăn. Vợ diễn viên Bình Minh đau đớn báo tin tang sự, Lệ Quyên, Ốc Thanh Vân và Sao Viện xót xa chia buồn. Cách đây ít giờ, bà xã của Bình Minh đã bất ngờ thông báo việc người thân của mình vừa qua đời. Qua đó, doanh nhân Anh Thơ nói lời tạm biệt ngắn gọn đến phụ huynh, nhưng đầy xúc động. Mẹ về với Phật, an yên mẹ nhé. Chúng con và các cháu yêu mẹ rất nhiều. Mùng 8 tháng 3 năm Nhâm Dần 2022. Sự ra đi đột ngột của mẹ vợ diễn viên Bình Minh khiến khán giả vô cùng bất ngờ và xót xa. Bên cạnh đó, nhiều Sao Việt cũng gửi lời chia buồn đến gia đình nam diễn viên Bình Minh, nguyên vú nghệ sĩ Hữu Châu, Lệ Quyên, Ốc Thanh Vân, Thanh Lam, Trương Ngọc Ánh để lại bình luận nhằm an ủi mất mát của gia đình nam diễn viên. Bình Minh kết hôn cùng doanh nhân Anh Thơ vào năm 2008. Dù không hoạt động showbiz, chỉ quen mặt với công chúng khi có nhiều bạn bè là sao như Thanh Hằng, Trương Ngọc Ánh, Hà Kiều Anh Thơ cũng thường sánh đôi chồng trong các sự kiện giải trí. 13 năm bên nhau, họ xây dựng tổ ấm nhỏ với hai cô con gái,
An Như và An Nhiên. Hôn nhân vợ chồng bình minh, anh Thơ trong những ngày đầu được nhận xét là cặp đôi đối lệch bởi sự khác biệt về ngoại hình, tuổi tác và kinh tế. Tuy nhiên, cặp đôi theo thời gian đã chứng minh tình yêu đích thực để cùng nhau vượt qua những điều tiếng.